Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Win Win Việt Nam. Ở hai số trước, chúng ta đã nghe Tổng thống Nga Vladimir Putin nói về lịch sử quan hệ của Ukraine và Nga, về Nga và NATO, về sự mở rộng của NATO về phía đông, về khởi đầu cuộc xung đột ở Ukraine. Những vấn đề rất phức tạp, được ông khái quát và đơn giản, thật sự dễ hiểu mà không sơ sài với những tư liệu, dẫn chứng và cả những vấn đề mà chính ông là người trong cuộc, là nhân vật. Một lịch sử đất nước thật sự phong phú cả về chiều sâu và bề rộng, được ông mô tả sinh động, khoa học, có thể nói sinh động hơn các nhà văn hào viết, khoa học hơn cả giáo sư trình bày. Sau đây, chúng ta sẽ cùng theo dõi câu chuyện của vị Tổng thống đặc biệt này về chiến dịch quân sự đặc biệt của Liên bang Nga ở Ukraine. Chiến dịch mà ông vừa thiết kế vừa thi công như một tổng công trình sư tài ba. Phóng viên, ngài có hài lòng với lãnh thổ mà nước ngài đang có hiện nay không? Tổng thống Nga, tôi sẽ kết thúc ngày bây giờ. Bạn đã nêu ra một câu hỏi về chủ nghĩa tân quốc xã và mục tiêu phi phát xít hóa. Tổng thống Ukraine đã đến Canada. Có chuyện này nhiều người biết rõ nhưng giữ kín ở phương Tây, là tại Quốc hội Canada, người ta giới thiệu với một nhân vật, như Chủ tịch Quốc hội nói, từng chiến đấu chống người Nga trong Thế chiến II. Vậy, ai đã chiến đấu chống lại người Nga trong Thế chiến II? Là Hitler và tay sai của hắn. Hóa ra, người đàn ông nọ từng phục vụ trong đội quân SS, đã đích thân giết người Nga, người Ba Lan và người Do Thái. Đội quân SS hình thành từ những đối tượng dân tộc chủ nghĩa Ukraine, chuyên đảm nhận công việc bẩn thỉu này. Tổng thống Ukraine cùng với toàn thể Quốc hội Canada đã đứng dậy vỗ tay chào mừng người nọ. Làm sao có thể tưởng tượng nổi cảnh đó? Nhân tiện phải nói luôn, bản thân Tổng thống Ukraine cũng là người Do Thái, theo đặc điểm sắc tộc. Phóng viên, ngài sẽ làm gì với chuyện này? Hitler đã chết 80 năm, nước Đức quốc xã không còn tồn tại, đó là sự thật. Ngài nói rằng, ngài muốn dập tắt đám cháy dân tộc chủ nghĩa Ukraine này. Làm thế nào được? Tổng thống Nga, hãy nghe tôi, câu hỏi của bạn rất tế nhị, và tôi có thể nói những gì tôi nghĩ chứ? Bạn sẽ không thấy bị xúc phạm chứ? Phóng viên, tất nhiên là tôi sẽ không giận. Tổng thống Nga, câu hỏi này có vẻ tế nhị nhưng rất phản cảm. Bạn nói, Hitler đã không còn trên đời này bao nhiêu năm rồi? 80 năm. Nhưng công việc của hắn ta vẫn còn sống. Những kẻ đã tiêu diệt người Do Thái, người Nga và người Ba Lan vẫn còn sống. Và một tổng thống đương nhiệm của Ukraine ngày nay, đã đứng dậy chào mừng đối tượng nọ trong Quốc hội Canada, dành cho y sự hoan nghênh nhiệt liệt. Lẽ nào chúng ta có thể nói rằng đã nhổ bỏ hoàn toàn tận gốc rễ hệ tư tưởng này nếu vẫn còn những gì chúng ta đang thấy xảy ra hiện nay? Đây chính là ý nghĩa của việc phi phát xít hóa theo nhận thức của chúng tôi. Cần loại bỏ những kẻ đưa lý thuyết và thực hành này vào đời sống và ra sức bảo tồn nó. Đó chính là phi phát xít hóa. Đây chính là ý nghĩa của nó. Phóng viên, được rồi, tất nhiên tôi không bảo vệ chủ nghĩa quốc xã hay chủ nghĩa tân quốc xã. Nhưng câu hỏi của tôi là trên bình diện thực tế. Ngài không kiểm soát toàn bộ đất nước và tôi cho rằng dường như ngài muốn kiểm soát tất cả. Nhưng làm thế nào
ngài có thể nhổ bỏ được tận gốc hệ tư tưởng, văn hóa, những tình cảm nào đó, lịch sử ở một đất nước mà ngài không kiểm soát. Làm thế nào để đạt được điều này? Tổng thống Nga: Vậy bạn có biết không, cho dù điều đó đối với bạn có vẻ kỳ quặc đến mức nào, trong các cuộc đàm phán ở Istanbul, chúng tôi dù sao vẫn thỏa thuận, mà tất cả đều ở dạng văn bản, rằng chủ nghĩa tân quốc xã sẽ không được tồn tại ở Ukraine, kể cả nó sẽ bị cấm ở cấp độ lập pháp. Ngài Can Sơn: Chúng ta đã thỏa thuận về điều này. Hóa ra có thể thực hiện điều này trong quá trình đàm phán. Và ở đây chẳng có gì đáng xấu hổ đối với Ukraine, với tư cách là một quốc gia văn minh hiện đại. Chẳng lẽ có nhà nước nào cho phép quảng bá lối tuyên truyền của bọn quốc xã? Bởi không có. Thật chứ? Thế là xong. Phóng viên: Sẽ có đàm phán chứ ạ? À? Và tại sao cho đến nay vẫn chưa có cuộc thương lượng nào như vậy? Đàm phán hòa bình theo nội dung giải quyết xung đột ở Ukraine. Tổng thống Nga: Đã có, đã đạt đến mức độ nhất trí rất cao về quan điểm của tiến trình phức tạp. Dù sao chăng nữa, vẫn gần như đã hoàn thành. Nhưng sau khi chúng tôi rút quân khỏi Kiev, như tôi đã nói, thì phía bên kia, Ukraine, đã vứt bỏ tất cả những thỏa thuận này và chấp nhận tuân theo chỉ thị của các nước phương Tây, của châu Âu, Hoa Kỳ, là chiến đấu với Nga đến thắng lợi cuối cùng. Và còn hơn thế nữa, Tổng thống Ukraine đã ban hành đạo luật cấm đàm phán với Nga. Anh ta đã ký sắc lệnh cấm tất cả không được tiến hành thương lượng với Nga. Nhưng chúng tôi sẽ đàm phán thế nào nếu anh ta cấm bản thân mình và cấm mọi người? Chúng tôi biết rằng anh ta có đưa ra một số ý tưởng nào đó về cách giải quyết. Nhưng để thỏa thuận được điều gì đó thì cần tiến hành cuộc đối thoại. Phải vậy không? Phóng viên: Đúng, nhưng ngài sẽ không nói chuyện với Tổng thống Ukraine. Ngài sẽ nói chuyện với Tổng thống Mỹ. Lần gần đây nhất ngài nói chuyện với ông Joe Biden là khi nào? Tổng thống Nga: Tôi không còn nhớ mình đã nói chuyện với ông ấy khi nào. Tôi không nhớ, bạn có thể tra cứu. Phóng viên: Ngài không nhớ sao? Tổng thống Nga: Không, mà sao tôi phải nhớ hết mọi thứ chứ nhỉ? Tôi đầy việc phải làm. Chúng tôi có những công việc chính trị nội bộ. Phóng viên: Nhưng ông ấy đang tài trợ cho cuộc chiến mà ngài là một bên tiến hành. Tổng thống Nga: Đúng, ông ấy tài trợ. Nhưng khi tôi nói chuyện với ông ấy, tất nhiên là trước khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt. Và đương nhiên, lúc đó tôi đã nói với ông ấy, tôi sẽ không đi vào chi tiết, tôi không bao giờ làm vậy. Nhưng khi đó tôi đã nói với ông ấy, tôi cho rằng ông đang mắc sai lầm lớn với quy mô lịch sử khi ủng hộ mọi thứ đang xảy ra ở đó, ở Ukraine, đối chọi với Nga. Tôi đã nói với anh ấy về điều này, nhân tiện nói không chỉ một lần. Tôi nghĩ như vậy sẽ chính xác. Ở đây, trong chuyện này, tôi sẽ có giới hạn. Phóng viên: Thế ông ấy đã nói gì ạ? Tổng thống Nga: Bạn làm ơn về hỏi ông ấy chứ. Đối với bạn, điều đó thật dễ mà. Bạn là công dân Hoa Kỳ, hãy về hỏi ông ấy. Tôi không tiện bình phẩm về cuộc trò chuyện của chúng tôi. Phóng viên: Nhưng ngài đã không nói chuyện với ông ấy kể từ sau tháng 2 năm 2022. Tổng thống Nga: Không, chúng tôi không nói chuyện. Nhưng chúng tôi có những liên hệ nhất định. Nhân tiện, bạn nhớ chứ? Tôi đã nói với bạn về đề xuất của tôi, hợp tác cùng nhau phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa ấy mà. Phóng viên: Vâng. Tổng thống Nga: Có thể hỏi mọi người, ơn Chúa, tất cả đều còn sống khỏe, cả cựu tổng thống, cả bà Condoleezza Rice đều sống khỏe. Và theo tôi,
ngài Gates và ngài Bân, giám đốc hiện tại của cơ quan tình báo trung ương, khi đó là đại sứ Hoa Kỳ tại Nga, theo cái nhìn của tôi là vị đại sứ rất thành đạt. Họ đều là nhân chứng của những cuộc trò chuyện này. Hãy hỏi họ nhé. Cũng đúng thế với điều này. Nếu bạn quan tâm về những gì ngài Tổng thống Biden trả lời tôi, thì hãy hỏi chính ông ấy. Dù sao chăng nữa, ông ấy và tôi đã nói về chủ đề này. Phóng viên: tôi rất hiểu điều này, nhưng nhìn từ bên ngoài, đối với người quan sát bên ngoài, có vẻ như tất cả những điều đó có thể dẫn đến tình huống là cả thế giới sẽ đứng trên bờ vực chiến tranh, thậm chí có thể xảy ra những cuộc tấn công hạt nhân. Tại sao ngài không gọi điện cho ông Biden và nói: nào, chúng ta hãy giải quyết vấn đề bằng cách nào đó. Tổng thống Nga: giải quyết cái gì? Mọi thứ đều rất đơn giản. Tôi nhắc lại, chúng tôi có liên hệ theo tuyến các cơ quan khác nhau. Tôi sẽ cho bạn biết những gì chúng tôi đang nói về điều này và những gì chúng tôi truyền đạt tới ban lãnh đạo Hoa Kỳ. Nếu các vị thực sự muốn chấm dứt hoạt động chiến sự, các vị cần ngưng cung cấp vũ khí. Tất cả sẽ kết thúc chỉ trong vòng vài tuần, vậy thôi. Và khi đó, các vị có thể thỏa thuận về những điều kiện nào đó. Trước khi làm vậy thì hãy ngừng cung cấp vũ khí. Còn gì đơn giản hơn? Sao tôi phải gọi cho ông ấy? Nói về chuyện gì hay là cầu xin gì? Chẳng lẽ cần trình bày ngài định cấp vũ khí như thế nào cho Ukraine à? Ôi tôi sợ lắm. Làm ơn đừng giao vũ khí nữa. Có gì để nói đâu. Phóng viên: liệu ngài có cho rằng NATO lo ngại tình hình có thể leo thang thành cuộc chiến tranh toàn cầu hoặc thậm chí là xung đột hạt nhân? Tổng thống Nga: trong mọi trường hợp, họ đang nói về điều đó và họ ra sức hăm dọa cư dân của mình bằng nguy cơ đe dọa tưởng tượng từ phía Nga. Đây là sự thật hiển nhiên, và những người biết suy nghĩ không phải người bình thường, mà là những người biết suy nghĩ, những nhà phân tích, những người tham gia thực sự vào chính trị. Đơn thuần là những người thông minh, hoàn toàn hiểu rõ rằng đây là sự giả mạo. Mối đe dọa từ Nga đang bị thổi phồng. Phóng viên: ý ngài muốn nói là mối đe dọa về cuộc xâm lược của Nga, chẳng hạn vào Ba Lan hay Latvia, phải không? Ngài có khi nào hình dung ra kịch bản khi ngài phái đội quân Nga đến Ba Lan? Tổng thống Nga: chỉ trong một trường hợp, nếu có cuộc tấn công vào Nga từ phía Ba Lan. Tại sao ư? Bởi chúng tôi chẳng có quan tâm lợi ích gì ở Ba Lan hay Latvia, không ở đâu cả. Chúng tôi làm thế vì cái gì? Đơn giản là chúng tôi không có quan tâm lợi ích nào, toàn những lời đe dọa. Phóng viên: tôi nghĩ ngài biết rõ lập luận là thế này, bao hàm ở chỗ đã xâm nhập vào Ukraine, có yêu sách lãnh thổ trên toàn châu lục. Ngài nói dứt khoát rằng ngài không có yêu sách lãnh thổ như vậy chứ? Tổng thống Nga: điều này hoàn toàn bị loại trừ, chẳng cần phải là một nhà phân tích. Để bị lôi kéo vào một cuộc chiến tranh toàn cầu nào đó là trái với tư duy tỉnh táo lành mạnh. Còn cuộc chiến tranh toàn cầu sẽ đưa nhân loại đến bờ vực diệt vong, quá rõ ràng. Tất nhiên là có phương tiện răn đe kiềm chế. Người ta cứ luôn hăm dọa, ngày mai Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Ngày mai họ sẽ sử dụng thứ đó, không thì ngày kia. Rồi sao? Đó chỉ đơn giản là câu chuyện kinh dị đối với người dân bình thường, nhằm moi thêm tiền từ túi những người đóng thuế ở Hoa Kỳ và những người đóng thuế ở châu Âu, bổ sung cho đối đầu với Nga trên vũ đài hoạt động chiến sự ở Ukraine. Mục tiêu là làm nước Nga suy yếu nhiều nhất. Phóng viên: hôm qua, một trong những thượng nghị sĩ cấp cao là Chuck Schumer đã nói:
chúng ta cần tiếp tục tài trợ cho Ukraine. Nếu không, cuối cùng lính Mỹ sẽ phải chiến đấu ở Ukraine thay vì người Ukraine. Ngài đánh giá thế nào về lời tuyên bố như vậy? Tổng thống Nga, đây là sự khiêu khích và là khiêu khích rẻ tiền. Tôi không hiểu tại sao lính Mỹ lại phải chiến đấu ở Ukraine. Ở đó có lính đánh thuê đến từ Hoa Kỳ. Phần lớn lính đánh thuê đến từ Ba Lan. Vị trí thứ hai là lính đánh thuê từ Hoa Kỳ. Vị trí thứ ba đến từ Georgia. Nếu ai đó có nguyện vọng gửi quân chính quy thì chắc chắn điều này sẽ đẩy nhân loại đến bờ vực của cuộc xung đột toàn cầu rất nghiêm trọng. Rất rõ ràng như vậy. Hoa Kỳ có cần đến điều này không? Để làm gì chứ? Cách xa lãnh thổ quốc gia hàng nghìn km. Các vị chẳng có việc gì để làm nữa hay sao? Chỗ các vị có cả đống vấn đề về biên giới, vấn đề với di dân, vấn đề với nợ quốc gia. Hơn 33.000 tỷ USD. Chẳng có việc gì để làm nữa, nên cần phải chiến đấu ở Ukraine ư? Chẳng lẽ không tốt hơn là đi đến thỏa thuận với Nga? Để đi đến thỏa thuận, đã hiểu rõ tình hình đang phát triển hiện nay, hiểu rằng Nga sẽ chiến đấu đến cùng vì lợi ích quốc gia của mình. Và trên thực tế, hiểu được điều này rồi trở lại với tư duy tỉnh táo, bắt đầu với việc tôn trọng đất nước chúng tôi, tôn trọng lợi ích của Nga và tìm kiếm giải pháp nào đó. Tôi cho rằng như vậy thông minh hơn và hợp lý hơn rất nhiều. Phóng viên, ai đã phá nổ đường ống dẫn khí dòng chảy phương Bắc? Tổng thống, tất nhiên là bạn. Cười. Phóng viên, hôm đó tôi bận, tôi không làm nổ dòng chảy phương Bắc. Tổng thống, cá nhân bạn có thể có bằng chứng ngoại phạm, nhưng CIA thì không có bằng chứng ngoại phạm như vậy. Phóng viên, ngài có bằng chứng cho thấy NATO hay CIA đã làm việc này hay không? Tổng thống Nga, bạn biết chứ, tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết, nhưng trong những trường hợp như vậy, người ta luôn nói, hãy tìm xem ai quan tâm. Nhưng trong trường hợp này, không chỉ cần tìm người quan tâm, mà còn phải tìm người có thể làm được việc đó. Bởi có thể là người quan tâm thì nhiều, nhưng không phải ai cũng có thể lặn xuống đáy biển Baltic và thực hiện vụ nổ. Hai thành tố này cần kết nối, ai quan tâm và ai có thể. Phóng viên, nhưng tôi không hiểu lắm. Đây là vụ khủng bố công nghiệp lớn nhất trong toàn bộ lịch sử. Và hơn thế nữa là có lượng phát thải CO2 lớn nhất vào khí quyển. Nhưng nếu tính đến thực tế là ngài và các cơ quan tình báo của ngài có bằng chứng, tại sao ngài không trình ra những bằng chứng đó và giành thắng lợi trong cuộc chiến tuyên truyền này? Tổng thống Nga, rất khó để đánh bại Hoa Kỳ trong cuộc chiến tuyên truyền, bởi Hoa Kỳ kiểm soát tất cả các phương tiện truyền thông thế giới và rất nhiều phương tiện truyền thông châu Âu. Người hưởng lợi cuối cùng từ các phương tiện truyền thông lớn nhất châu Âu là các quỹ của Mỹ. Bạn không biết điều này à? Vì vậy, có thể tham gia công việc này, nhưng như thế sẽ tốn kém hơn cho bản thân. Chúng tôi có thể chỉ đơn giản là tiết lộ các nguồn thông tin của mình mà kết quả vẫn không đạt tới. Cả thế giới đã rõ chuyện gì đã xảy ra và ngay cả các nhà phân tích Mỹ cũng nói thẳng về điều đó. Thật vậy. Phóng viên, đúng, nhưng câu hỏi đặt ra là ngài từng làm việc ở Đức. Điều này ai cũng biết. Còn người Đức hiểu rõ rằng các đối tác NATO của họ đã làm chuyện này. Tất nhiên, như vậy giáng đòn mạnh vào nền kinh tế Đức. Nhưng tại sao người Đức lại im lặng? Thực tế này làm tôi lúng túng. Tại sao người Đức không hề nói gì về vụ này? Tổng thống Nga, chuyện này cũng làm tôi ngạc nhiên. Nhưng ban lãnh đạo Đức hiện nay không theo chỉ đạo của lợi ích quốc gia mà phục vụ lợi ích của tập thể phương Tây. Nếu không thì rất khó giải thích cái logic hành động hay không hành động của họ.
Rốt cuộc, không chỉ có dòng chảy phương Bắc 1 bị nổ tung, dòng chảy phương Bắc 2 bị hư hại, nhưng một đường ống vẫn hoạt động và có thể cung cấp khí đốt cho châu Âu, nhưng Đức không mở. Chúng tôi thì luôn sẵn sàng, xin mời. Còn thêm một tuyến đường ống khác đi qua Ba Lan, được gọi là Yaman châu Âu, cũng là luồng lớn có thể thực hiện được. Ba Lan đã đóng nó, nhưng Ba Lan dùng tay moi của người Đức nhận tiền từ các quỹ liên châu Âu, mà nhà tài trợ chính cho các quỹ liên châu Âu này chính là Đức. Đức đang nuôi sống Ba Lan ở mức độ rõ ràng, còn Ba Lan cứ nhận và đóng đường ống đến Đức. Để làm gì tôi không hiểu. Người Đức cấp vũ khí và đưa tiền cho Ukraine, nhà tài trợ thứ hai sau Mỹ về hỗ trợ tài chính cho Ukraine là Đức. Có hai tuyến đường ống khí đốt chạy qua lãnh thổ Ukraine. Họ đã chiếm một tuyến và đơn giản là đóng nó lại. Người Ukraine đấy, hãy mở tuyến đường thứ hai và vui lòng nhận khí đốt từ Nga. Họ không mở. Tại sao người Đức không nói? Nghe này các bạn, chúng tôi sẽ cấp cho các bạn tiền và vũ khí. Xin hãy tháo van ra để khí đốt từ Nga chảy về cho chúng tôi. Chúng tôi mua khí hóa lỏng với giá cắt cổ ở châu Âu. Điều này làm tổn thương độ cạnh tranh của chúng tôi và nền kinh tế nói chung xuống đến mức không. Các bạn muốn chúng tôi đưa tiền cho không? Hãy để chúng tôi tồn tại bình thường, để nền kinh tế của chúng tôi kiếm ra tiền, bởi tiền mà chúng tôi cho các bạn là từ đó. Không, họ không làm như vậy. Tại sao? Hãy hỏi họ nhé. Tổng thống gõ xuống bàn. Những gì ở đây và những gì trong đầu họ đều giống nhau. Những người ở đó rất bất tài. Phóng viên. Có lẽ thế giới hiện nay đang chia thành hai bán cầu, một bán cầu có năng lượng rẻ, bán cầu kia thì không. Tôi muốn hỏi ngài một câu. Thế giới hiện nay là đa cực. Ngài có thể mô tả các liên minh, các khối, theo ngài thì ai đứng về phía nào? Tổng thống Nga, nghe này, bạn nói thế giới chia thành hai bán cầu, đầu được chia thành hai bán cầu. Một bán cầu chịu trách nhiệm về lĩnh vực hoạt động, bán cầu kia sáng tạo hơn và vân vân. Nhưng dù sao vẫn là một cái đầu, cần để thế giới là thống nhất, có an ninh chung, chứ không phải trông đợi ở tỷ lệ vàng này. Và khi đó, chỉ trong trường hợp này, thế giới sẽ ổn định, bền vững và có thể tiên liệu được. Còn chừng nào cái đầu vẫn bị chia làm hai phần, thì đó là một căn bệnh, bệnh hiểm nghèo. Thế giới đang trải qua thời kỳ bệnh tật nghiêm trọng này. Nhưng tôi cho rằng có vẻ như ở đây có phần nhờ vào báo chí trung thực, các nhà báo làm việc như những bác sĩ. Có lẽ bằng cách nào đó sẽ kết nối được tất cả. Phóng viên, tôi xin dẫn cho ngài một ví dụ. Đồng USD đã kết nối cả thế giới theo nhiều cách. Vậy ngài có nghĩ là đồng USD sẽ biến mất như là một ngoại tệ dự trữ hay không? Các lệnh trừng phạt đã thay đổi vị thế của đồng USD trên thế giới thế nào? Tổng thống Nga, bạn biết đấy, đây là một trong những sai lầm chiến lược nghiêm trọng nhất của ban lãnh đạo chính trị Hoa Kỳ. Sử dụng đồng USD. Đồng USD là nền tảng sức mạnh của Hoa Kỳ. Tôi nghĩ mọi người đều hiểu rất rõ điều này. Cho dù in ra bao nhiêu USD, chúng vẫn tiêu tán khắp thế giới. Lạm phát ở Hoa Kỳ ở mức tối thiểu, theo tôi 3%, khoảng 3-4 hoàn toàn là chấp nhận được đối với Hoa Kỳ. Và tất nhiên họ in không ngừng. Khoản nợ 33.000 tỷ nói lên điều gì? Đây cũng là khí thải. Tuy nhiên, đồng tiền này vẫn là vũ khí chính để duy trì sức mạnh của Hoa Kỳ trên thế giới. Một khi ban lãnh đạo chính trị quyết định sử dụng đồng USD làm công cụ của cuộc đấu chính trị, thì
họ đã giáng đòn tấn công vào chính sức mạnh này của nước Mỹ. Tôi không muốn dùng bất kỳ cách biểu đạt phi văn học nào đó, nhưng đây là sự ngu ngốc và sai lầm to lớn. Hãy xem điều gì đang xảy ra trên thế giới. Ngay cả trong số các đồng minh của Hoa Kỳ cũng đang cắt giảm dần dự trữ bằng USD. Tất cả đều nhìn vào những gì đang diễn ra và bắt đầu tìm cách tự bảo vệ. Nhưng nếu liên quan đến một số nước mà Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp hạn chế như hạn chế thanh toán, đóng băng tài sản và v.v., thì đây là một hồi chuông cảnh báo vang rền và là tín hiệu dành cho toàn thế giới. Chuyện gì đang xảy ra với chúng tôi? Cho đến năm 2022, khoảng 80% thanh toán ngoại thương của Nga là bằng USD và Euro. Đồng thời, USD chiếm khoảng 50% các khoản thanh toán của chúng tôi với các nước thứ ba. Còn hiện tại, theo tôi thấy, chỉ còn lại 13%. Nhưng không phải chúng tôi cấm sử dụng USD. Chúng tôi không cố làm việc này. Hoa Kỳ đã quyết định hạn chế các thanh toán của chúng tôi bằng USD. Tôi cho rằng làm vậy là hoàn toàn vô nghĩa. Bạn hiểu chứ? Từ góc độ quan điểm lợi ích của chính Hoa Kỳ, của những người đóng thuế ở nước Mỹ, bởi động thái này giáng đòn mạnh vào nền kinh tế Hoa Kỳ và làm suy yếu sức mạnh cùng uy tín của nước Mỹ trên thế giới. Nhân tiện cần nói luôn, thanh toán bằng nhân dân tệ sấp xỉ 3%. Bây giờ chúng tôi trả 34% bằng rúp và cũng chừng đó hơn 34% một chút bằng nhân dân tệ. Tại sao Hoa Kỳ làm điều này? Tôi chỉ có thể giải thích rằng đó là do sự kiêu ngạo. Có lẽ họ nghĩ rằng mọi thứ sẽ sụp đổ, nhưng đã chẳng có gì sụp đổ cả. Hơn nữa, hãy nhìn xem các nước khác, kể cả các quốc gia sản xuất dầu, đang bắt đầu nói và làm như vậy, nhận thanh toán cho việc bán dầu bằng nhân dân tệ. Bạn có hiểu điều gì đang diễn ra không? Ở Hoa Kỳ, có ai hiểu được điều này không? Các vị đang làm gì thế? Tự cắt xẻ chính mình. Hãy hỏi tất cả các chuyên gia, bất kỳ người thông minh và biết nghĩ nào ở Hoa Kỳ. Đồng USD là cái gì đối với Hoa Kỳ? Chính tay các vị đang giết nó. Phóng viên: Tôi nghĩ đây là một đánh giá thực sự công bằng. Câu hỏi tiếp theo: Có thể ngài đã trao đổi quyền lực thuộc địa này lấy quyền lực khác, nhưng nhẹ nhàng hơn. Có lẽ BRICS ngày nay đang ở nguy cơ chịu sự thống lĩnh của một cường quốc thực dân tốt bụng hơn là Trung Quốc. Theo ngài thì điều này có tốt lành cho chủ quyền không? Ngài có lo ngại về điều này chăng? Tổng thống Nga: Chúng tôi biết rõ những chuyện kinh dị này. Đây là một câu chuyện kinh dị. Chúng tôi với Trung Quốc là hàng xóm của nhau. Hàng xóm cũng như những người thân thì không ai được chọn. Chúng tôi với họ có đường biên giới chung dài hàng nghìn km. Đây là điểm thứ nhất. Thứ hai, chúng tôi đã quen cùng tồn tại, cùng sống chung trong chặng dài nhiều thế kỷ. Thứ ba, triết lý đường lối đối ngoại của Trung Quốc là không hiếu chiến. Tư tưởng chính sách đối ngoại của Trung Quốc luôn tìm kiếm sự nhân nhượng, và chúng tôi thấy điều đó. Điểm tiếp theo là thế này. Người ta luôn nói với chúng tôi: Bây giờ bạn cũng cố gắng trình bày câu chuyện kinh dị này ở dạng nhẹ nhàng, nhưng tuy nhiên nó vẫn là chuyện kinh dị. Khối lượng hợp tác với Trung Quốc đang tăng lên, nhịp độ tăng trưởng hợp tác của Trung Quốc với châu Âu cũng ngày càng lớn và cao hơn nhịp độ tăng trưởng hợp tác với Trung Quốc của Liên bang Nga. Bạn hãy hỏi người châu Âu, họ có sợ không? Có thể họ sợ, tôi không biết, nhưng họ đang cố gắng thâm nhập thị trường Trung Quốc bằng mọi cách, nhất là khi họ đang phải đối mặt với những vấn đề của nền kinh tế. Và các doanh nghiệp Trung Quốc
cũng đang thâm nhập phát triển trên thị trường châu Âu. Vậy sao? Chẳng lẽ sự hiện diện của doanh nghiệp Trung Quốc ở Hoa Kỳ là còn ít chăng? Đúng, có những quyết định chính trị đến mức họ đang cố gắng hạn chế hợp tác với Trung Quốc. Ngài Tucker, ngài đang làm điều có hại cho chính mình bằng cách hạn chế hợp tác với Trung Quốc. Ngài đang gây tổn hại cho bản thân. Đây là lĩnh vực nhạy cảm và ở đây không có giải pháp tuyến tính đơn giản nào, giống như với đồng USD. Vì vậy, trước khi đưa ra bất kỳ biện pháp trừng phạt bất hợp pháp nào, bất hợp pháp theo quan điểm của Hiến chương Liên Hợp Quốc, cần suy nghĩ kỹ lưỡng. Theo tôi, những người đưa ra quyết định đều gặp vấn đề với chuyện này. Phóng viên: Cách đây một phút, ngài đã nói rằng thế giới ngày nay sẽ tốt đẹp hơn nhiều nếu như không có hai liên minh cạnh tranh đấu đá với nhau. Có thể, chính quyền Mỹ hiện tại, như ngài nói, như ngài cho là đang chống lại ngài. Nhưng biết đâu, chính quyền kế tiếp ở Hoa Kỳ, chính phủ sau Joe Biden, sẽ muốn thiết lập quan hệ với ngài và ngài cũng sẽ muốn thiết lập liên hệ với họ. Hay là điều đó không đóng vai trò nào? Tổng thống Nga: Bây giờ tôi sẽ nói. Nhưng để kết thúc vấn đề với câu hỏi trước, chúng tôi có 200 tỷ USD. Chúng tôi đặt ra nhiệm vụ cùng với người đồng cấp, người bạn của tôi, với Chủ tịch Tập Cận Bình, rằng năm nay chúng tôi cần đạt kim ngạch thương mại 200 tỷ USD với Trung Quốc. Và chúng tôi đã vượt hơn mức này. Theo dữ liệu của chúng tôi, con số hiện nay đã là 230 tỷ. Còn theo thống kê của Trung Quốc là 240 tỷ USD. Nếu vẫn còn tính bằng USD trong kim ngạch thương mại của chúng tôi với Trung Quốc. Và một điều rất quan trọng, chúng tôi có kim ngạch thương mại cân bằng và bổ sung cho nhau cả trong lĩnh vực công nghệ cao, lĩnh vực năng lượng và lĩnh vực phát triển khoa học, rất cân đối. Còn về BRICS, nói chung, Nga đã trở thành chủ tịch BRICS trong năm nay. Các nước BRICS đang phát triển với nhịp độ rất nhanh chóng. Hãy nhìn xem, xin Chúa phù hộ để không nhầm. Nhưng theo tôi, vào năm 1992, tỷ trọng của các nước G7 trong nền kinh tế thế giới là 47%. Còn vào năm 2022, tỷ lệ này giảm xuống đâu đó khoảng 30%. Tôi nhớ như vậy, tỷ lệ của các nước BRICS năm 1992 chỉ là 16%, nhưng hiện nay đã vượt quá mức của nhóm G7. Và điều đó không liên quan đến bất kỳ sự kiện nào ở Ukraine. Các xu hướng phát triển của thế giới và nền kinh tế toàn cầu như tôi vừa nói, và đó là tất yếu, điều này sẽ tiếp tục diễn ra. Khi mặt trời mọc thì không thể ngăn cản được mà cần phải thích nghi với nó. Còn Hoa Kỳ thích nghi như thế nào? Với sự hỗ trợ của vũ lực, trừng phạt, gây sức ép, ném bom, sử dụng lực lượng vũ trang. Điều này gắn với thói tự mãn kiêu ngạo thái quá. Những người trong giới tinh hoa chính trị của bạn không hiểu rằng thế giới đang thay đổi do hoàn cảnh khách quan và cần đưa ra những quyết định đúng đắn một cách thành thạo, kịp thời, đúng lúc để duy trì trình độ của mình. Thứ lỗi cho tôi, chứ ngay cả khi ai đó muốn tầm mức thống lĩnh, những hành động lỗ mãng như vậy, kể cả trong mối quan hệ với Nga và các nước khác, sẽ dẫn đến kết quả ngược lại. Đây là sự thật hiển nhiên, ngày nay đã trở nên rõ ràng. Bây giờ bạn hỏi tôi, liệu một nhà lãnh đạo khác đến thì có thay đổi gì hay không? Việc không phải ở người lãnh đạo, không phải về tính cách của một con người cụ thể. Ví dụ, tôi đã có quan hệ cá nhân rất tốt với ông Booth. Tôi biết rằng ở Hoa Kỳ, người ta mô tả ông ấy như là một gã nhà quê không biết gì nhiều về mọi thứ.
Tôi cam đoan với bạn rằng hoàn toàn không phải như vậy. Tôi cho rằng ông ấy cũng đã mắc rất nhiều sai lầm trong quan hệ với Nga. Tôi đã kể cho bạn nghe về năm 2008 và quyết định ở Bucharest mở cửa NATO cho Ukraine và vân vân. Đó là chuyện xảy ra dưới thời ông ấy. Ông ấy đã gây áp lực với người châu Âu. Nhưng nhìn chung ở cấp độ con người, tôi có mối quan hệ rất thân thiện và tốt lành với Bush. Ông ấy không tệ hơn bất kỳ chính trị gia Mỹ, Nga hay châu Âu nào khác. Tôi bảo đảm với bạn rằng ông ấy hiểu việc mình đang làm cũng như những người khác. Tôi và ông Trump cũng có quan hệ cá nhân như vậy. Việc không phải ở tính cách của nhà lãnh đạo, mà là ở tâm thế của giới tinh hoa. Nếu chiếm ưu thế trong xã hội Mỹ là ý tưởng thống trị bằng bất cứ giá nào và với sự trợ giúp của vũ lực, thì sẽ chẳng có gì thay đổi. Mọi sự sẽ trở nên tồi tệ hơn. Còn nếu cuối cùng nhận ra được rằng thế giới đang thay đổi theo bối cảnh khách quan và cần kịp thời thích ứng đúng lúc, sử dụng những ưu thế mà Hoa Kỳ vẫn có ngày nay, thì may chăng sẽ có gì đó thay đổi. Hãy nhìn xem, nền kinh tế Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế đứng đầu thế giới tính theo sức mua tương đương. Về mặt khối lượng, họ đã vượt qua Hoa Kỳ từ lâu. Sau Trung Quốc là Hoa Kỳ và tiếp theo là Ấn Độ, 1,5 tỷ người, rồi đến Nhật Bản và Nga ở vị trí thứ 5. Trong năm qua, Nga đã trở thành nền kinh tế số 1 ở châu Âu, bất chấp mọi lệnh trừng phạt và hạn chế. Theo quan điểm của bạn, thì điều này có bình thường không? Các lệnh trừng phạt, hạn chế, không thể thanh toán bằng USD, ngắt kết nối với SWIFT, trừng phạt đối với tàu chở dầu của chúng tôi, hạn chế đối với máy bay, những lệnh trừng phạt trong mọi thứ, ở mọi nơi. Số lượng các biện pháp trừng phạt áp đặt để chống Nga là lớn nhất trong tất cả các loại trừng phạt đang thi hành trên thế giới. Nhưng chúng tôi đã trở thành nền kinh tế dẫn đầu châu Âu chính trong thời gian này. Các công cụ mà Hoa Kỳ đang dùng không có tác dụng. Cần phải suy nghĩ xem nên làm gì. Nếu nhận thức này đến với giới tinh hoa cầm quyền thì đúng vậy. Khi đó nhân vật số 1 của nhà nước sẽ hành động đoán trước những gì cử tri và những cộng sự đưa ra quyết định ở các cấp khác nhau, trông đợi ở nhà lãnh đạo. Khi đó có thể thay đổi gì đó.